Theo công an quận Thanh Xuân, sau nhiều lần hẹn, chiều ngày hôm qua mùng 8 tháng 3, người đàn ông ăn mặc lịch sự có hành vi sàm sở cô gái trẻ trong thang máy chung cư Golden Palm đã ra trình diện cơ quan công an. Tuy nhiên, vì lãnh đạo này từ chối tiết lộ thông tin chi tiết buổi làm việc. Trước đó, như đã đưa tin vào khoảng 22 giờ ngày 4 tháng 3, chị V, 20 tuổi, là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, vào thang máy của chung cư Golden Palm để đi lên phòng. Khi thang lên đến tầng 19, trong thang chỉ còn lại chị V và một người đàn ông lạ mặt, ăn mặc lịch sự. Người đàn ông này đã chủ động xin số làm quen, nhưng bị chị V từ chối. Sau khi làm quen không thành, lợi dụng trong lúc thang máy vắng người, Người đàn ông đã chặn cửa thang máy không cho chị V đi ra ngoài và có những hành động sàm sỡ xúc phạm tới cơ thể của chị V. Trong lúc cố gắng vùng vẫy chống cự, chị V bị chảy xước ở mũi và tay. Ngay sau khi thoát được ra khỏi người đàn ông và rời khỏi thang máy, chị V đã xuống trình báo ban quản lý tòa nhà, đồng thời xin là hình ảnh do camera ghi lại và trình báo sự việc tới cơ quan công an.